Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn giới thiệu về bản thân mình. Em xin tự giới thiệu, em là Thủy Tiên, 25 tuổi, em đến từ Phú Yên ạ. Hiện em đang làm thiết kế nội thất ạ. Thôi, mời bạn. Mình tên là Lê Phúc Vinh, y sĩ đông y có phòng khám chuyển trị học cổ truyền. Và mình cũng buôn bán nông sản sạch. Bạn bao nhiêu tuổi? 36 tuổi. 36. 36 tuổi, ồ. Tuổi nào có 26 chứ, kẻ măng mà. Có khai gian không? Chắc tại thuốc y học cổ truyền đó. Nhờ uống thuốc thì mốt tròn mớ nha. Ở đây là một cô gái trẻ mới có 25 tuổi thôi. Ủa nói nghe nè, lấy chồng lớn hơn tới mười mấy tuổi lên chịu không? Phong cách trẻ trung thì cũng đúng được. Rồi chứ phong cách này thì trẻ lắm rồi mày. Ổn định sự nghiệp tốt thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu nào? Điểm mạnh của em đó là em là thể loại gái ngoan, tức là em rất là vâng lời mẹ. Thể loại dạ. Gái ngoan nên... vâng lời mẹ là sao? Dạ ra đường tức là phải cẩn thận với con trai rồi. Chà chết rồi, mẹ dặn ra đường là phải canh chừng, phải cẩn thận với con trai. Dạ. Nhất là mấy anh con trai lớn tuổi hơn mình nhiều, mấy người đã dày dạn kinh nghiệm là nguy hiểm lắm. Mình cũng y học cổ truyền cho nên mình có cái gì đó cũng cổ truyền nếu vậy mình thích. Lý do sao mà ế tới đây dữ vậy bạn? Chắc tại nói nhiều anh. Chứ đi ngủ mới không nói thôi. Hát suốt ngày nói suốt ngày nói. Cũng đâu có sao đâu, đó là nghề nghiệp mà. Ủa bạn có mối tình nào chưa? Mối tình thì nhiều lắm chị Tuyền ơi. Nhưng mà 2/3 đó là hình như đi với chồng hết rồi. 1/3 còn lại thì cũng có để ý thương mình, mà cuối cùng là cũng không đi tới đâu. Từ đó buồn cái thất tình luôn, từ đó tới nay là khoảng năm mấy. Năm mấy rồi đó hả? Bây giờ bạn muốn đi tìm một mối tình tiếp theo để đi đến tương lai xa hơn như thế nào? Bạn nói luôn để coi có hợp bên kia không? Xinh xắn, da trắng, tóc dài thì ok. Em có điều biết nhường nhịn mình xíu được rồi. Sao em không nhường nhịn ta mà bắt ta nhường nhịn em? Nói gì chứ, em nói nhiều quá. Bây giờ là kêu em nhường nhịn ta sao được, không biết chắc dễ ế đó. Muốn ngoại hình mập ốm cao thấp gì sao không bạn? Cao trên 1m6 là được. Rồi có luôn, bao hàng bạn luôn. Da trắng tóc dài nha. Rồi trắng hơn mung chút. Rồi hôm nay Linh mẹ có dặn dò là đi tìm con rể tương lai như thế nào không? Mẹ em cũng có dặn là tìm người phù hợp, phải có chí hướng và có ý chí tiến thủ chứ không phải là người an phận ạ. Cái đó được, còn gì nữa? Ngoài ra thì em không thích những người mà hút thuốc, nhậu nhẹt hay là nóng tính gia trưởng ạ. Bạn nữ mới nói yên tâm, mình hút thuốc nhậu nhẹt thì không có rồi đó. Tại thầy thuốc mà. Gia trưởng có không? Gia trưởng thì em cũng không biết, là chưa kiểm tra chưa biết. Em là quê đâu? Quê Tây Ninh anh. Tây Ninh này, chắc không gia trưởng đâu. Rồi yên tâm. Rồi về ngoại hình. Ngoại hình thì em thích ca sĩ Hồ Trung Dũng. Sáng sủa. Sáng sủa đây. Sáng sủa. Trời ba mấy tuổi đây hả? Trẻ dữ vậy ta. Nhìn không nghĩ ba mấy đâu ha. Ủa sao mình đang thù lùi mà mình thích trắng như vậy? Dạ cho nó cân bằng cái chị. Cân bằng gì? Giờ đen đen trắng trắng khi mà hơi phối hợp với nhau thì cuối cùng nó ra cà phê sữa vừa chị. Mà mình có tật xấu gì không bạn? Tật xấu em là nói nhiều quá. Rồi tới hồi có bạn gái rồi thì dành nói hết, không cho ta nói gì trơn phải lắng nghe mới thấu hiểu được. Dạ, chứ dạ. Đâu đó cũng phải nghe chứ, nói gì nói phải có người kèm em lại. Tính là chừng nào lấy vợ, đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Dạ nếu được thì năm sau. Có lấy vợ và ở đâu? Chắc nếu ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được là sao? Thì bên nhà vợ hay là bên nhà vợ hay là bên nhà mình cũng được. Nói chung nhà mình thì đầu tiên hơn. Có nhà chưa? Thì xây thì cái chuyện nhỏ mà. Có đất rồi hả? Có đất rồi. Thì đó nói rõ vậy đi. Thì hay coi kỹ. Coi kỹ lắm. Mấy bạn nữ. Có nhà vậy cho mà lấy, không có nhà không có lấy. Đúng rồi. Ủa sao bận đồ tây mà mang đồ dài thể thao? Dạ những cũ của em giày tây lên mà có điều thôi, giày tây bó buộc chịu không nổi. Em thích phóng khoáng thoải mái hơn vậy. Sao mang dép? Sao thắt cà vạt luôn đi? Cũng có đem theo luôn á chị. Vậy á hả? Dạ, nhưng mà cuối cùng thấy mình thoải mái vẫn hơn chị. Đúng rồi. Dạ. Rồi, đúng rồi. Ăn mặc sao thoải mái được rồi. Quan trọng là mình đối nhân xử thế thế nào, đâu phải quần áo đâu đúng không? Rồi, để anh coi bên đàn gái sao nha. Trời ơi, bên gái ngon lành. Dạ, em chào anh em. Linh. Quá dễ thương luôn. Nhà mẹ là không có cho đi chơi hả? Dạ, bây giờ thì mẹ bắt phải đi chơi. Bắt phải đi chơi. Mẹ muốn có con rể rồi đúng không? Dạ. Bên em có nhu cầu ở rể không? Dạ có. Có luôn hả? Nếu anh lấy về Phú Yên anh mở tiệm đông y được không? Dạ được ạ, nhà em cũng làm về y ạ. Ủa vậy hả? Dạ mẹ em là bác sĩ ạ. Tây y. Dạ. Mình đi đông y, tây đông y kết hợp. Ồ hay quá. Dạ. Được. Anh lại nói 36 chứ nãy anh không tin nên mình sợ khai gian, bởi anh cũng trẻ lắm ha. Người lớn tuổi người ta chững chạc lắm.
Bây giờ chuyện mà lấy vợ mà nhỏ hơn 10 tuổi là chuyện bình thường. Mày nói anh nói bớt bớt lại chút được không? Được. Trời ơi, gặp người này thì khỏi nói luôn. Ờ vậy đi chứ. Ê, nói nhiều quá rồi dành hết không cho bạn gái nói rồi sao? Được lắm ha. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ có em trai của em và bạn của em ạ. Rồi. Chị chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Anh đẹp trai chưa? Đó. Anh cũng nghe chị em tâm sự rồi á. Chị em là gái ngon. Cho nên nếu mà anh có bắt nạt chị em thì cẩn thận ạ. So với tuổi 36 của anh thì ông anh có vẻ trẻ hơn nhiều. Theo nhận xét của em thì anh cũng tương đối là ok. Được. Hôm nay mình đi có người thân đi theo không bạn? Có mẹ và hai thím, thím 4 và thím 6. Chào bác. Chào các bác. Chào chú Hoàng Linh. Dạ. Cô Cát Tường. Dạ. À, bác thấy cô gái này như thế nào vậy bác? Nó toàn dạng hết, cái gì cũng được. Dạ, cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Nói chung là ngoại hình cái gì cũng được. Dễ thương. Dạ. Ừ. Nhưng mà ví dụ như là con trai bác hay đi làm rể thì bác có đồng ý không? Hay là bác thích về làm dâu bác hơn? Không, thì tùy ha. Chỗ nào mà con nó thích thì mình chiều. Nếu mà con nó thích thì mình chứ ủng hộ cho nó ra riêng. Giờ thì đất cát thì mình cũng chia cho nó hết rồi. Chị hết rồi. Rồi. Bác thấy cặp này là nếu được chừng nào tiến tới hôn nhân được bác? Con nó dằn xếp sao được cái gì mình chịu theo nó thì thôi. Nó nói rồi, đất cát chi hết rồi. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, hỏi ý kiến hai gì coi sao? À, tôi là thím và nhận xét thấy thôi tạm thời kêu cháu dâu đi. Dạ. Dễ thương. Dễ thương lắm. Thì rất xứng với cháu của tôi á. Dạ. Thím kế bên chịu không thím? Chịu luôn. Vậy thôi. Rồi vậy thôi á thím, cảm ơn. Em nói một câu gì đó với mắt gái đi. Dạ con cũng hy vọng nếu mà có duyên thì sẽ được kết tình thông gia. Trời. Thôi ổn rồi. Rồi cảm ơn bác. Thấy cả hai bên hơi ổn rồi đó. Bây giờ quan trọng là hai trẻ thôi nha. Rồi kéo màn lên. Rồi. Chúc thành công. 2 phút có thấy đôi dài xa dễ sợ không? Giấu đôi dài vô. Em có muốn ngồi tặng anh ạ. Thấy chưa? Xin lỗi em nha. Ta Phú Yên vô, ta có quà luôn chứ. Tại vì thời gian nó không có kịp để chuẩn bị. Cho nên để bù cái dịp sát điều khác sau ha. Dạ, không sao ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh được ạ. Chỉ được thôi. Dạ. Dạ, cho em hỏi là nhà anh có nuôi chó không ạ? À, có chứ. Em rất là sợ chó. Ồ trời, không sao đâu, chó nhà anh hiền lắm. Chưa thấy ai mà yêu nhau gặp hỏi anh nhà anh có nuôi chó. Anh bây giờ đi ha. Rồi. Bây giờ ba qua em cất cái quà đó qua bên đi. Bây giờ bắt mạch thử cô gái sao. Đoán nhịp tim thôi sao. Tim rồi là biết hết mà. Không mà sao bắt vô là bắt vô là thử rồi sao? Là điểm nhịp tim không được có gì. Bậy. Tay trái. Ủa sao phải tay trái em? À thường thường á là bắt mạch vô cái bộ mạch đó bên đây là thốn hoàn xích mà nó bắt tay trái. Mạch. Trời ơi, điềm tĩnh dễ sợ luôn, mạch bình thường. Bởi vì con nói được thôi đó. Rồi cái bắt đi bạn bình tĩnh bắt coi người ta có bệnh gì không? Sao? Nó thật sự là rất là khỏe, không có bệnh gì hết. Mày dạ. Khỏi bắt ta cũng đoán. Rất là khỏe chị. Không, tại nhìn qua cái sắc diện qua làn da là em đã đoán được rồi. Đoán như thế nào ạ? À thường thường thì nó nói là cái da cái tóc là gốc con người. Thì em có làn da cũng đẹp cho nên là nghĩ là tại với lại qua có bộ mạch của anh mà bắt nó thì thấy rất là ổn. Dạ. Thôi bây giờ nói cho bạn gái nè, thế bạn cảm nhận bạn gái thế nào? Dạ bạn gái thì rất là dễ thương anh. Quá dễ thương. Quá dễ thương. Nói chung là chuẩn cái size của em. Trời ơi, có size luôn hả? Size này size gì vậy? Là quá tuyệt vời rồi. Rồi, cảm nhận của bạn nữ và bạn nam như thế nào? Dạ, em thấy thì anh cũng hiền. Nhưng mà có điều là anh hơi ớn một tí à. Cái đó chắc phải chờ cái người nào đó chăm sóc cho mình. Chưa có phụ nữ chăm sóc vậy thôi. Nhưng mà bạn nam nói nhiều lắm, bạn nữ có ngại không? Dạ, em nghĩ có thể là sẽ bù đắp vào cái phần mà em đang thiếu. Đúng rồi. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì em làm ở đâu? Quận mấy? Xin chia sẻ với anh thì hiện giờ em đang làm ở Bình Thạnh ạ. Thì anh cũng đang theo học ở cái lớp là quản trị kinh doanh, cũng ghé Bình Thạnh thường xuyên. Hiện tại thì anh đang làm ở đâu ạ? Hiện tại thì anh làm ở nhà phòng mạch. Phòng mạch đó nằm trong nhà mình luôn hả? Dạ. Mình là thầy chính luôn hả? Dạ. Trời ơi trẻ dữ vậy. Tính tới chuyện kết hôn luôn đi. Rồi em có dự định là nếu mà kết hôn thì mình có bao nhiêu con không?
để anh tính. Dạ. Anh bắt mặt hút thuốc á cho nó bồi dưỡng sanh con cho nó tô ok mà. Dạ thì em thích hai con. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ, đúng theo ngành y. Dạ. Anh cho em hỏi là nếu giả sử như mình là một đôi thì anh có dự định gì cho cái việc hẹn hò hoặc là cùng làm gì với người yêu không ạ? Nếu mà em làm ổn định chỗ nào thì cứ làm chỗ đó. Thì anh ủng hộ công việc của em trước. Cái thứ hai nữa là công việc của anh đó là mình phải chăm sóc bệnh nhân. Mở phòng mạch ra rồi bắt buộc mình là có thời gian là cũng nói chung là nó bận rộn. Cái đó em phải thông cảm cho em, cho anh chút xíu chỗ đó. Cô hiểu mà, nhà của bác sĩ mà. Em yên tâm đi, chồng mà lớn hơn mười mấy tuổi cưng vợ dữ lắm, lo hết á, sướng lắm. Ừ, bây giờ bắt mặt lại nè, nãy giờ là chưa, nãy vô chưa đập, bây giờ bắt mặt lại thử đập chưa? Bắt mặt lại thử, thử đi. Đó, thử có đập lại đập chưa? Còn chưa đập bó tay luôn. Rồi kiểu này chắc mình về Phú Yên rồi, có tăng tốc xíu xíu. Hết thời gian. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, đúc kết lại, xem tim mình có đập thật sự hay không. Hãy làm đúng với trái tim của suy mình các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tiếc tiếc là em gái không bấm nút. Thật sự là cũng như chia sẻ với anh chị thì em cũng rất là quý anh. Và nhưng mà tức là em vẫn chưa cảm thấy con tim mình thật sự rung nè. À, không sao cả. Rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến. Chưa chắc không bóng ở đây mà trong cuộc sống mình không bóng đâu. Biết đâu được ngày nào đó tự hai bạn sẽ tìm đến và bóng với nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy được một nửa của mình đâu đó trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn.